Bên trong chiếc giỏ tre này chính là quả dứa to nhất mà mình từng thấy trên cuộc đời này. Sống hơn 30 năm nay, đây là lần đầu tiên mình được chạm tay và gặp mặt một cái gã khổng lồ như thế này. Siêu to khổng lồ. Xét về kích thước bên ngoài có lẽ chúng ta đã phần nào hình dung được rồi. Thế còn xung quanh quả dứa này còn ẩn giấu câu chuyện thú vị nào khác? Và khi mà bổ ra bên trong thì sẽ như thế nào? Hương vị có ngon ngọt như vẻ ngoài của quả dứa này hay không? Thì hãy cùng Toàn khám phá trong video này nhé. Dứa mật khổng lồ không phải bây giờ mới xuất hiện, mà những quả dứa này từ vài năm trước đã từng được bán trên con đường từ Bắc vào Nam. Chúng nổi bật vì kích thước to lớn, với trọng lượng có quả nặng tới 4kg, mua một quả về là cả nhà ăn không hết. Khác với một số loại hoa quả khổng lồ khác thì dứa mật khổng lồ không bị thổi giá lên quá cao. Ở thời điểm mới xuất hiện, mặc dù rất hot thì chúng cũng chỉ được bán với giá từ 20 đến 25.000 một kg, trung bình khoảng 80 đến 90.000 một quả dứa. Đây là hai quả dứa hay là quả khóm bình thường? Còn đặt cạnh em nó. Ôi trời. Một trời một vực. Cầm lên tay để so sánh thì càng thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai quả dứa này. Quả bên này nặng quá. Cầm một tí mà đã mỏi hết cả tay rồi. Còn gã bên này thì nhẹ bâng luôn. Hay là mua quả dứa này về để tập tạ ba. Ngoài kích thước khổng lồ thì nhìn bên ngoài quả dứa này không có nhiều đặc điểm khác biệt so với các quả dứa khác. Phần chóp của quả thì không có gai, bổ em nó ra xem bên trong sẽ như nào nha. Mặc dù hốc mắt của quả dứa này nông nhưng mà việc gọt dứa vẫn là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và một chút kiên nhẫn nữa. Cũng không biết đây là dứa MD2 hay là dứa Cayenne nữa, nhưng mà quả dứa trên tay mình thì vẫn cứ phải gọt mắt như thường. Nhiều mắt phết đấy chứ. Được cái là cái mắt của nó cũng không sâu lắm. Dù to hay nhỏ thì bên trong quả dứa cũng không khác biệt nhiều. Mùi hương cũng không thật sự xuất sắc đâu. Xin mời mọi người nha. Cái thịt quả nó rất là mềm luôn, cực kỳ mềm, mọng nước. Và đặc biệt là đúng là dứa mật thật, siêu nhiều nước. Phải gọi là siêu nhiều mật thì mới đúng. Cái thớ thịt nó đẹp. Ôi. Rất nhiều mật luôn ấy. Ủa. Nhiều người khen là dứa khổng lồ ngọt lịm, ăn không bị rát lưỡi. Nhưng mà theo trải nghiệm trực tiếp của Toàn ấy, thì dù ngọt nhưng mà không ngọt lịm đến mức vượt trội so với các quả dứa bình thường mà mình vẫn mua ngoài chợ. Và ăn xong thì vẫn có chút rát lưỡi và vẫn không triệt tiêu được hoàn toàn cái vị chua mà vẫn có một chút chua chua, nên là những ai đau dạ dày thì cũng đừng chủ quan khi ăn em nó nhé. Không biết là các bạn đang xem video thì bạn nào từng ăn quả dứa này rồi? Hãy chia sẻ cảm nhận bằng cách bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube Toàn Sâm để tiếp tục khám phá ẩm thực và sức mạnh của cây lá đối với sức khỏe con người nhé. Bye bye.